Chào mọi người nha. Chúc mọi người có một buổi trưa vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay mình lại quay tiếp một cái clip ngắn để chia sẻ cho mọi người cái cách ghép mai chịu thủy vào cái lồng mực nha mọi người. Đây là cái kết quả của cái cây trước. Mình đã ghép 3 bo. Và đã sống ba bo, còn đây là hôm qua mình mới ghép thêm. Cái phần một thì đường link mình cũng để dưới phần mô tả. Bạn nào mà chưa xem thì vào đó xem thì đăng ký ủng hộ mình. Trước khi mình ghép thì mình cũng cho mọi người xem một cái cây mình đã ghép thành công cách đây 2 năm. Và mình sẽ cắt bo để đi ghép vào một cái lồng mực khác nha mọi người. Đây nha các bạn, đây là một cái mái chịu thủy mình đã ghép vào cái lồng mực cũng được hơn 2 năm rồi. Đợt trước thì hoa nó rất là nhiều nhưng mà mình không quay lại được, mình chỉ chụp hình lại được mà thôi. Nói chung mình cũng không chăm sóc mấy cho nên mình trồng ở trong cái này nó cũng cằn cỗi, nó không phát triển được. Lát nữa mình sẽ cắt mấy bo ở đây để đi ghép vào những cái lồng mực khủng nha các bạn. Và tiếp tục theo dõi video của mình nha. Đấy nha mọi người, mình đã cắt bó, bây giờ mình sẽ ghép vào cái lồng mực này. Đây là cái lồng mực mình đã ươm xong. Bây giờ mình mới có thời gian để ghép. Cái này thì mình sẽ ghép 4 bó nha mọi người. Bây giờ mời mọi người theo dõi mình làm nha. Vậy là mình đã xong nha các bạn. 1, 2, 3, 4. Cái này mình trồng ở giữa vườn cho nên buổi trưa nay trời rất là nóng. Các bạn lưu ý là khi ghép thì cái thao tác của mình phải ghép cho nhanh. Và ghép được bó nào thì mình sẽ bọc lại bó đó. Sau đó mình sẽ che lên. Không có là nặng vào thì nó khô nhựa và tỷ lệ sống nó kém nha các bạn. Thì bây giờ video này mình cũng chỉ được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Và những video sau thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem là những cái thành quả mai chịu thủy, rồi là mai vàng, rồi là hoa tường vi. Bây giờ mình xin nói lời chào tạm biệt.